Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình đã quay trở lại với video review về cái dự án Xmonta này. Thì hôm nay cái dự án này Xmonta này hiện tại đang trong quá trình ICO và cái chương trình ICO này sẽ kết thúc sau 19 ngày 7 giờ và 28 phút nữa. Thì hiện tại cái tiền thưởng bonus 30% nếu đầu tư trên một cái Ethereum tương đương với một Ethereum bằng 26.000 XMN và cái tiền thưởng không giới hạn 1%. Sau chương trình ICO kết thúc này sẽ một Ethereum sẽ bằng 22.000 XMN. Và hiện tại cái dự án này đã huy động được 10,02 triệu XMonta này và short cap là 10 triệu XMN và cái hard cap là 20 triệu XMN. Và cái tiền tệ được chấp nhận được là Fiat, Ethereum, Bitcoin và Litecoin và các loại đồng tiền khác. Các bạn có thể mua mã thông báo token ở cái link dưới này. Thì cái dự án này là một trong cái crypto messenger để giao tiếp hoặc xã hội và kinh doanh. Thì cái mục tiêu của cái dự án này tạo ra cái nền tảng giao tiếp, kiếm tiền, giao dịch quảng cáo và mua hàng thân thiện, thoải mái và thân thiện với mọi người. Thân thiện với người dùng, nhiệm vụ của cái dự án này làm cho cả hai loại tiền tệ fiat và crypto dễ dàng tiếp cận cho đại đa số người dân cũng như tạo ra nhiều kết nối quốc tế trên toàn thế giới. Tham gia thế giới mới với chúng tôi và các bạn có thể theo dõi qua các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter hay là Telegram, Bitcoin Talk, YouTube hay là Instagram. Thì cái hệ sinh thái Xmonta này thì hôm nay ở đây nó sẽ tập trung vào cái Messenger. Thì cái Xmonta Messenger này thì các bạn đang mệt mỏi vì xu hướng cũ được quảng cáo bởi các ngân hàng và tập đoàn toàn cầu. Thì chúng tôi quyết định chọn một con đường khác, con đường của tương lai miễn phí của giám sát hàng loạt, kiểm soát suy nghĩ, tài chính và cuộc sống của bạn. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra cái một nền tảng thân thiện, thoải mái và an toàn cho người dùng để giao tiếp, giao dịch, quảng cáo và mua dựa trên công nghệ blockchain và sẽ cung cấp cho người dùng cơ hội trò chuyện, gửi tin nhắn, thực hiện các đơn hàng, đơn đặt hàng, mua hàng hóa, giao dịch với mọi người và giữ tiền. Mọi thứ chỉ trong một ứng dụng, đó là cách Xmonta được sinh ra. Đây là cái tính năng đặc điểm của cái Xmonta Messenger này. Cái mục tiêu chính của Xmonta Messenger là mang lại nhiều cơ hội ở một nơi duy nhất, mọi người có thể trò chuyện, gọi điện, mua hàng tại thị trường trực tuyến, thanh toán hóa đơn và thậm chí gửi nhiều tiền tệ với Xmonta Messenger này. Thì đây là cái ví dụ cuộc trò chuyện giữa Peter Jackson và John Jackson, các bạn có thể xem ở đây. Có thể trao đổi các quý tiền của bạn ở đây. Vậy thì cái lợi ích ở đây Xmonta đem lại là cái mục tiêu của cái dự án này là tạo ra cái ứng dụng toàn cầu mang lại cho người dùng cơ hội làm việc nhiều cùng với làm nhiều việc cùng với giao tiếp. Và chúng tôi có một cái cách tiếp cận khác, sử dụng blockchain như một công nghệ chính và phát triển an toàn, tập trung miễn phí và nhắn tin hoàn toàn riêng tư và tất cả trong một cái ứng dụng này. Thì Xmonta mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi người dùng. Nhưng mà kiếm tiền với Xmonta thì cái token chủ tiền thưởng sớm cộng với 10% kiếm Xmonta với cái nội dung của gọi hoạt động hoặc những cái quảng cáo chi nhánh và chương trình số số của bạn. Thì và cái hỗ trợ crypto và fiat thì giữ tiền của bạn crypto fiat trên cái một ví an toàn, thẻ ghi nợ X khác, hỗ trợ cái crypto fiat trao đổi và chuyển nhiều loại tiền tệ, giao dịch Xmonta miễn phí và phí thấp cho các giao dịch mật mã khác. Với cái lợi ích Xmonta cho người dùng thì nhận tiền mặt từ việc mua hàng hóa và dịch vụ trực tuyến, mua và bán hàng hóa, mở cửa hàng điện tử của bạn trên nền tảng thị trường, đọc sách, nghe nhạc và chơi trò chơi, kết nối Xmonta với thanh toán hàng ngày của bạn như thanh toán cho taxi, hóa đơn. Thế thì Xmonta cho doanh nghiệp thì sao? Thì cái tổ chức kinh doanh và quản lý nhóm của bạn, quảng bá dự án và khởi động của bạn, thu hút người đăng ký mới và biến cái trang Xmonta thành cái cửa hàng điện tử, trang đặt vé trực tuyến, vân vân. Và đó không phải là cái giới hạn và của khả năng Xmonta này. Thì thông tin chi tiết các bạn có thể xem trên white paper ở đây. Mục tiêu của cái dự án này là định hướng tương lai của cái ngành công nghiệp nhắn tin và mang ước mơ vào thực tế. Đây là cái bán thẻ tiền thưởng tối đa 50%, nhận thẻ Xmonta miễn phí ở đây trên cái có thể ứng dụng cái trên cái điện thoại này. Các bạn có thể xem hiện tại từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 2018 thì đây là cái ICO vòng, cái tiền thưởng bonus 30%
và có thể tiền thưởng thêm 50% nếu đầu tư nhiều hơn một Ethereum trong cái một giao dịch này. Và vòng ICOB tiền thưởng 20%, tiền thưởng thêm 40% nếu đầu tư nhiều hơn một Ethereum trong một cái giao dịch. Bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 và chương trình này đã kết thúc. Hiện tại chúng ta đang trong cái chương trình ICOC tiền thưởng bonus 10%, thưởng thêm 30% nếu đầu tư nhiều hơn một Ethereum trong cái một giao dịch. Ngày bắt đầu là ngày 30 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 2018 theo giờ London 12 giờ. Nếu bạn đầu tư 5 Ethereum trở lên thì bạn sẽ nhận được thêm tiền thưởng và xử lý đặc biệt liên hệ với chúng tôi qua hòm thư inform@xponta.com để biết thêm chi tiết. Và cái thẻ chi tiêu tiền điện tử rất tiên của Xponta mang cryptocurrency đến sử dụng ngoại tuyến, 500 thẻ đầu tiên được trao đổi 500 bán thẻ con đầu tiên Jupiter ít nhất là 3 Ethereum. Với cái kết cấu này thì Xmonta biểu tượng mã thông báo token là Xmonheta. Xmonta dựa trên cái tiêu chuẩn ERC20 Ethereum. Xmonta do hợp đồng thông minh Ethereum phát hành với giá cái mã tiền thưởng 50% một Ethereum là 30.000 Xmonta. Giá mã thông báo với cái tiền thưởng 40% một Ethereum bằng 28.000 Xmonta, với mã thông báo tiền thưởng 30% một Ethereum bằng 26.000 Xmonta, với cái tiền thưởng 20% một Ethereum bằng 24.000 Xmonta, với cái tiền thưởng 10% một Ethereum bằng 22.000 Xmonta và không có cái tiền thưởng bonus nào một Ethereum bằng 20.000 Xmonta. Và cái mã ICO bán hàng là 200 triệu Xmonta và cái short cap là 500 Ethereum. Hard cap ICO là 8.000 Ethereum. Trình độ pháp lý là mã thông báo tiện ích, tiền tệ được chấp nhận là Fiat, Ethereum, Bitcoin, Litecoin và các loại khác. Đầu tư tối thiểu không giới hạn nhưng được khuyến nghị là 0,1 Ethereum. Số lượng mã thông báo cho mỗi người cũng không giới hạn và số tiền giao dịch tối đa cũng không giới hạn. Tất cả các mã thông báo sẽ chưa bán sẽ được ghi. Thì ở đây là những cái phân bổ kết cấu của token distributor tổng. Ở đây là 1 tỷ XMN với 70% cho cái hệ thống S-Core system này, với ICO sale là 20%, sale trước ICO là 5%, bán trước ICO là 5% và dành cho team đội là 5%. Và cái chiến độ phát triển Pao ICO sử dụng thì phát triển là 50%, marketing 20%, 10% cho những cái người đồng đội operation và những cái bảo mật là 10%. Những cái mốc thời gian roadmap ở cái dự án này thì quý 1 đến quý 4 2016 là ta cái ý tưởng và bắt đầu triển khai và chắc concept phát website và quý 1 2018 mà ICO bắt đầu và quý 2 quý 3 nào có cái app trên điện thoại Messenger và xa hơn là 2019 phát triển đến tận 20 người ta đã nhìn đến tầm nhìn 2020 2021 ETF 2020 là tầm nhìn Messenger Bank. Thì cái những cái câu hỏi đây thường gặp là Xmonta là gì, ICO là gì, nhiệm vụ của Xmonta là gì, mã thông báo Xmonta XML là gì, tiền thưởng cho nhà đầu tư là gì, những lợi thế của Xmonta so với các dự án liên quan khác là gì, dữ liệu cá nhân của tôi có được bảo mật như thế nào, XML có khả năng sử dụng sau ICO không, blockchain là gì, hợp đồng thông minh là gì, tiền điện tử là gì. Bạn có thể hỏi những cái mình thắc mắc qua cái hòm thư xform@xmonta.com. Trong vòng 24 giờ thì họ sẽ trả lời cho bạn. Thì tất cả những câu hỏi này đều có thể trả lời qua trang web chính của dự án này xmonta.com và các bạn thể tham khảo trên các trang mạng xã hội Google, Facebook, Instagram, Bitcoin Talk, YouTube rất nhiều. Và đây là cái đội nhóm của xmonta với tất cả những cái chuyên gia cần thiết để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Thì ông ICO là ông Ivy River, CEO là ông Archit Analytics, CMO là ông Mill Brand, ông CFO là ông Ava Renberg. Bà Linda Bivit bên PR Manager Committee, bên quản lý dự án là ông Ari Aljan, CTO nhà phát triển là Jergen Philip, nhà thiết kế web là Rizanit Jekarsson, quản lý bên community Logan King, nhà phát triển Eno Jemremo, nhà chiến lược tiếp thị là Laurie Peterson,
mối quan hệ nhà đầu tư là Julia Dobitokova, kỹ sư hệ thống là Jani Baladik, nhà thiết kế web, nhà phát triển là Alexandre Rogade Kovace, chuyên viên khách hàng là Oga Kirizoko và hơn 20 thành viên trong nhóm. Với những ông ban cố vấn là ông Martin Zambi, Iagan Ten, Edita Kaza, Dimitri Koritik. Về cái khái niệm chính của Xmonta là cái lối sống hoàn toàn trên thiết bị di động không có biên giới. Chúng tôi là cái nhân chứng cho sự ra đời của một cộng đồng toàn cầu mới, thay thế cho việc tài chính và xã hội truyền thống. Mục tiêu của chúng tôi là cái một nền tảng miễn phí toàn cầu kết nối hàng triệu người khắp nơi trên thế giới, và chúng tôi không muốn là cái người quan sát thầm lặng. Chúng tôi muốn trở thành người sáng tạo, chúng tôi muốn thúc đẩy và sự phát triển hơn nữa. Hãy tham gia thế giới mới này với chúng tôi. Như thế các bạn có thể thêm các thông tin ở trên các trang tin tức, ví dụ như Coin ICO Alex, XM Bright ICO 2 Moon, Crypto Grand, Crypto Select hay WND Ancoin Alex, Crypto Grid. Và các bạn có thể xem trên các trang đánh giá như ICO Bench, ICO Dex hay ICO Max, rất nhiều thông tin. Các bạn có thể để lại email để dưới đây để có thể theo dõi những cái bản tin cập nhật nhất về cái dự án Xmonta này. Và click ở đây nếu các bạn muốn đầu tư ngay bây giờ để mua các mã token để nhận tiền thưởng lên đến 50% bây giờ. Và đây là cái video review của mình về cái dự án Xmonta này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.